Chào à, tất cả anh em đồng hương à, của vườn Việt UK, Khay cùng à, toàn thể ông bà và anh chị em à, có đam mê làm vườn. À, như vậy là hôm nay là ngày mùng 8 tháng 5, tức là chúng ta đã bước sang ngày thứ 48 của mùa xuân và chúng ta sẽ còn 44 ngày nữa là chính thức bước sang mùa hè. À, như vậy thì à, những ông bà anh chị em nào của chúng ta mà à, có đam mê trồng trọt thì à, chắc rằng à Bây giờ một số anh chị em, ông bà anh chị em cũng đã trồng một số cây giống và những ai mà chưa trồng thì chắc chắn cũng đã có những cây giống sẵn sàng để chuẩn bị cho một đầu mùa hè mới. Thì hôm nay Phil xin chia sẻ với ông bà anh chị em một chút về cái kinh nghiệm của pô về cái cách làm vườn như thế nào mà để cho chúng ta giảm được thiểu số để không bị cái con slug và snail nó ăn rau của chúng ta. Thì có rất nhiều bạn hỏi cô là vì sao mà trong vườn các bạn có nhiều con sen và con ốc nó ăn hết rau Thì ở cái vườn nào ở UK này ấy, thì vùng nhiều vùng ít chắc chắn là ở đâu cũng có cái con slug và snail Thì bằng cái cách làm thế nào để cho nó giảm thiểu số được mà nó không ăn rau của chúng ta ấy Thì ông bà anh chị em phải cần làm cho cái khu vườn của chúng ta nó thật là sạch và không có rác rưởi và chúng ta sẽ chia ra từng khu vực một để cho nó không bị ẩm thấp rồi tất cả các thứ những cái cây cối xung quanh cái chỗ mà chúng ta trồng rau thì chúng ta hãy nên ngăn lại từng khoang một thì để cho cái con sâu con sên nó không có bò vào nó ăn thì toàn bộ ban ngày ấy thì là cái con sâu con sên của chúng ta con 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 ốc ấy mấy để con cái cái con slug ấy thì nó sẽ chui vào trong những cái góc, những cái kẽ nào ở trong gốc cây hay trong những cái bụi rậm, tất cả các thứ ấy thì uh, buổi tối nó sẽ ra, nó ăn rau của chúng ta thì uh, bằng cái cách mà uh, chúng ta làm cho nó giảm thiểu số được, không bị ăn và chúng ta có thể tiêu diệt được một cách dễ dàng những cái con slug và snail thì uh, hầu như là uh, phô trồng rau mười mấy năm nay ở UK rồi thì À, cái con slugs snail nó không có ăn rau của pô mấy đâu, tại vì uh, mỗi một lần pô làm vườn thì pô làm nó rất là sạch, nó không có cái uh, con sen, con sâu nào ăn. thì uh, hôm nay pô sẽ uh, chia sẻ cho ông bà và anh chị em uh, cái cách làm như thế nào để cho nó giảm thiểu số được uh, con sen và con sâu và tiêu diệt nó như thế nào. thì uh, bây giờ uh, pô sẽ cho ông bà anh chị em uh, coi cái uh, uh, khu vườn của pô uh, làm thế nào để cho nó uh, sạch nhá. Và đây là à, khu vườn của uh, phô. Ở trên là uh, phô làm bằng sàn. Còn ở dưới thì uh, phô ngăn từng khoang đất một ra như thế này. Thì uh, như ông bà anh chị em nhìn đây là toàn bộ những cái khung gỗ mà phô đã đóng vào. Thì uh, chúng ta có thể đóng uh, bằng gỗ hoặc là uh, bằng cái tấm uh, nhựa hay cái gì đó. Ông bà anh chị em có thể ngăn ra từng khoang một như thế này để cho chúng ta. À, trồng rau ở ngoài vườn thì bên ngoài vườn chúng ta ấy thì nó có rất là nhiều cây cối nếu như các bạn không làm sạch thì nó có hoa hay có gì ở ngoài những cái gốc cây ấy, thì con sên nó sẽ con uh, ốc và con sên nó sẽ lấp ở trong đấy rồi ban đêm nó sẽ bò vào ăn rau thì bằng cái cách là chúng ta ngăn ra từng khung như thế này một đấy sau đó rồi thì khi mà trồng rau ấy trồng uh, xuống xong rồi ấy thì uh, chúng ta vãi cái uh, slugs neo killer như mọi người nhìn đây phô vãi xung quanh ở những cái khung của mình nếu như các bạn nào mà trồng ở ngoài vườn thì chúng ta vãi một ít ở bên ngoài khung và một ít ở bên trong cái khung như thế này thì khi mà cái con sen và con sâu ấy nó bò vào ấy thì nó sẽ ăn vào cái hạt này trước đây là cái mồi của nó thì nó sẽ bị trúng độc nó chết và nó sẽ không ăn rau của chúng ta nữa như mọi người nhìn đây là phô làm từng khoang một như thế này thì phô sẽ vãi xung quanh hoặc chúng ta có thể vãi thêm một ít nữa vào trong giữa cũng được đấy thì uh, khi con sên và con uh, uh, ốc ấy nó vào nó ăn ấy, thì nó ăn vào cái hạt này trước mà nó bò qua từng cái khung uh, vườn của chúng ta một đấy nó bò vào thì xung quanh khi nó bò tới nơi nó có cái mồi của nó ăn ấy, thì nó sẽ ăn vào và nó sẽ say nó chết rồi nó không có còn neo vào để ăn rau của chúng ta được nữa còn nếu mà con nào mà có sống sót bò vào trong thì lại có một lớp mồi nữa bên trong để ăn vào ấy, thì nó sẽ chết thì nó không có uh, ăn được rau của chúng ta, cho nên là rau của phô trồng ấy nó không bao giờ bị ăn. Như cả nhà nhìn đây là những cái uh, cải mà pô mới trồng đây này, không có một cây nào là bị ăn cả. đấy. toàn bộ khu vườn của chúng ta thì chúng ta phải làm được sạch như thế này, ngăn lại uh, như thế này. về đây là toàn bộ đất mà pô đã trồng cải, sau đó thì uh, pô ủ lại và cũng xin chia sẻ với ông bà anh chị em một chút nữa về cái cách mà làm đất như cái video trước thì cô đã hướng dẫn về cái cách làm tơi đất và ủ phân nhưng mà hôm nay cô xin nói với ông bà anh chị em một chút về cái cách cái mà ủ đất ấy thì để cho cái cây rau mà được nên tốt thì khi mà chúng ta làm đất xong rồi ấy cái đất mà trước đây nếu như chúng ta trồng cái loại rau gì rồi ấy chẳng hạn như các bạn trồng cải như phô trồng cải ấy thì À, lần sau thì Po sẽ không trồng cải nữa vì đây là toàn bộ à, khu vườn của Po đây là Po đã trồng cải vì khi thời tiết còn lạnh thì Po trồng cải thì bây giờ Po đã ủ đất lại và Po sẽ không trồng cải nữa sẽ trồng rau muống rau cúc mùng tơi hay rau đay tất cả những cái loại nào nói chung là các bạn trồng à, khác cái rau mà mình vừa mới trồng đi vào cái chỗ đất mà chúng ta ủ lại nhá thì để cho cây rau nó được tốt hơn à, chúng ta trồng cùng loại cũng được nhưng mà thì cái nó không được à, hiệu quả như là chúng ta trồng cái loại khác đấy đó là cái cách mà po làm thì po xin chia sẻ với ông bà anh chị em một chút thì đây là toàn bộ những cái khung vườn của chúng ta ông bà anh chị em hãy lên làm cái khu vườn nó thật là sạch như thế này ấy thì nó sẽ không có con sâu con sên nào ăn và đây ở trên sàn của po thì uh, po trồng uh, cải đây trồng uh, uh, xà lách rồi trồng cải đây rau của po không có một cây nào mà bị uh, sên hay ốc ăn gì cả cả nhà nhìn nó rất là uh, tươi đẹp đây là những cái cách mà po trồng uh, rau một chậu trồng nhiều loại rau ở trong đấy cái cách mà phô khoan chậu ra để trồng bữa trước phô giới thiệu cho ông bà anh chị em đó đấy thì đây là khu vườn của phô và toàn bộ những cái rau cải của phô trồng đây cả nhà nhìn nó rất là xanh tốt không có một con sâu hay con sên nào ăn vào rau của phô cả thì rất là đơn giản mọi người chỉ làm cái khu vườn của mình nó thật là sạch đi làm cho nó thật sạch đẹp À, đi rồi à, à, cái đất của chúng ta làm thật sạch như thế này rồi ủ lại. Chúng ta vãi những cái slug killer vào bên cạnh thì nó sẽ không ăn rau của chúng ta nữa khi nó ăn nó chết đi. Đấy. Thì à, đây là khu à, rau cải của Phô và đây Phô sẽ cho ông bà anh chị em coi một cái ví dụ. À, đây là những cái con sen nó ăn rau của Phô. Thì à, sáng nay Phô ra Phô phát hiện được là trong cái khu vườn này select của Phô là có hai con đây cả nhà nhìn. Nó ăn vào và nó bò ra đã say. Cái con nó rất là nhỏ chúng ta không nhìn thấy đâu cả nhà nhìn này. Nó rất là nhỏ đấy, nó ăn thì nó sẽ lăn quay ra nó ra nhựa đây này. Đấy thì chúng ta vứt đi thôi và bên này có một con nữa này. Đấy. Bên này của phô có một con nữa này đấy. Thì nó đã ăn vào cái hạt này say khi mà chúng ta thấy sáng ra ấy, chúng ta nhìn thấy chỗ nào mà có cái nhựa là có con sên, nó sẽ bị ăn nó say sẽ cái 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 nhớt của nó ra ấy cả nhà đấy thì đây là uh, pô phát hiện ra uh, cả khu vườn của pô còn uh, có hai con đấy còn ở trên này thì uh, pô chưa xem cái khu trên này pô trồng à. cải đây thì uh, đây là pô trồng cải cải cúc bây giờ pô mới à, uh, bên trên này có một con nữa này cả nhà đây đây của pô có một con nữa này đấy nó ăn vào là nó chết này cả nhà thì à, toàn bộ à, à, phía trên này, phô trồng này cũng có một con nữa này cả nhà, đây là có một hai con đây, cả nhà nhìn, nó ăn vào là nó ăn nó, nó chết này, đấy, thì nó sẽ không ăn được rau của chúng ta nữa nhé cả nhà, đấy, thì ông bà anh chị em lưu ý là chúng ta à, hãy làm cái khu vườn của ta sạch, sạch, sau đó rồi thì à, chúng ta sẽ vãi một ít cái hạt này vào ấy, thì à, nó ăn vào nó chết, còn ở trên chậu thì à, không vấn đề gì, tại vì à, hiếm khi mà nó leo lên trên chậu lắm. Thế cả nhà nhìn đây những cái chậu rau mới của Pô trồng ở đây này. Nó không có cái uh, con sâu, con ốc nào hết. Đấy, không có cái gì cả. Thế bên này là bây giờ Pô bắt đầu trồng một ít mùng tơi đây cả nhà. Đấy, mùng tơi. Không có trong chậu thì phần lớn là không có sâu và sen. Chỉ có ở bên uh, ngoài thôi. Cả nhà nhìn khu vườn của Pô ấy thì uh, Pô làm nó rất là sạch cho nên là cái uh, sâu mấy cái ốc ấy nó không có cỏ rác hay diềm già gì ở trong cả cái sâu cái ốc các thứ nó không có ăn vào nó có ăn thì con nào chết thì chúng ta nhặt ra bên dưới sàn thì uh, phô trồng cần đấy cả nhà đấy trồng cần và trồng uh, xà lách son thì uh, đây là khu phô trồng cần còn ở bên trên sàn đấy thì uh, phô để những chậu và rau đấy đây là cái uh, rau cải của phô trồng đợt này là đợt uh, thứ ba rồi thì uh, Hết cái đợt này thì uh, pô còn trồng một đợt nhỏ này nữa thôi. Sau đó rồi đến uh, ấm rồi thì pô không trồng nữa. Sang tháng 7 thì rau cải nó có sâu nha cả nhà. Thì uh, pô không có trồng nữa. Thì đây là toàn bộ cải của pô còn lại một ít đây. Bữa trước là pô cắt hết rồi. Đợt này là đợt thứ ba. Bây giờ cái đợt nhỏ là pô trồng là đợt thứ tư. Thì uh, pô không trồng nữa. Sang tháng 7 nó có sâu thì pô không trồng nữa. Hiện tại thì uh, cải uh, uh, lên rất là đẹp vào thời tiết hiện tại bây giờ ấy thì rất là phù hợp cho rau cải Đấy cả nhà nhìn sau của phô nó rất là đẹp nó xanh mơn mởn nó không có cái sâu bọ hay cái gì hết toàn bộ không có một con sâu con bọ nào đấy ông bà anh chị em thử làm cái khu vườn của chúng ta nó thật sạch đi như thế này để xem mùa hè năm nay trồng xem nó có khác không nó có bị sen và sâu ăn không nhé cả nhà và đây là những cái chậu xà lách mà phô trồng bằng cái cách là một chậu trồng được nhiều cây thì chỉ cần trồng vài chậu như thế này là chúng ta đủ cho gia đình ăn thoải mái. đây mọi người nhìn là à, những cái cây rau của pô nó nên à, rất là xanh đẹp, nó không có con sâu con bọ hay con gì hết. toàn bộ là rất là sạch sẽ. vâng và như vậy thôi nhé. Um, thì uh, ông bà anh chị em uh, cứ thử làm uh, cái uh, cách như pô làm cho khu vườn của mình uh, thật sạch. sau đó rồi thì uh, chúng ta chỉ cần mua một cái chai uh, slug snail killer này thì chúng ta vãi xuống như mà cô vừa chỉ thì thử coi ông bà anh chị em trồng xem cái mùa hè năm nay có bị uh, sâu tàn phá nữa không nhé thì cô uh, xin cảm ơn tất cả ông bà anh chị em rất là nhiều cảm ơn tất cả mọi người đã coi uh, cái video này của cô và đã ủng hộ cho những cái video của cô cô uh, xin chân thành cảm ơn tất cả ông bà anh chị em xin chúc tất cả mọi người luôn luôn bình an hạnh phúc trong cuộc sống uh, và gặp nhiều may mắn